Hải Yến Lai Văn Đa. Mời quý cô chú anh chị mình chiêm ngưỡng cái dòng lan này ha. Thoạt đầu tiên thì Nguyên thấy tên nó cũng lạ, hoa cũng dễ thương, cho nên nó là quyết định nhập thử một thùng 200 cây về trồng coi nó như thế nào. Mà không dám nhập cây con luôn á, mình nhập cây trưởng thành đang nụ. Rồi sau đó mình dần thuần lại thì có vẻ là nó ổn hơn. Anh chị em mình thấy bộ lá rất là đẹp. Thùng này thì họ đóng gói rất là kỹ. Nào là chèn giấy vụn nè, nào là đóng cái kè pallet ở bên ngoài nữa nè. Cho nên nó dở ra cây nào cây nấy bộ lá rất là tuyệt vời luôn, không có dập lá nữa hết. Cây quá xá đẹp luôn nè. Anh chị em mình có nghe gì không? Chú chạy hết đầu này tới đầu kia, không đầu nào mà thoát khỏi mấy con ve này hết. Cái tiếng của mấy ẻm hả, nó lấn á cái tiếng của mình luôn. Hồi còn nhỏ thì nghe tiếng ve là mừng lắm, sắp tới được nghỉ hè rồi. Còn bây giờ lớn rồi nghe tiếng ve thì còn nhức đầu nhức óc ghê. Quay lại cái cây này thiệt tuyệt vời luôn. Hầu như là những cây mà nụ ngắn như thế này á thì cái nụ nó ok lắm, nó không có bị hư hao gì hết. Nhưng mà những cây nụ dài như thế này á thì nó sẽ bị khô nụ, bởi vì ngắt nước đóng thùng nó lâu ngày á mấy anh chị. Nên những cây dài như thế này là Nguyên sẽ cắt luôn, cắt bỏ luôn và đi trồng lại. Quý cô chú mình nhìn kỹ á, hoa nó cũng dễ thương lắm. Màu trắng tím hoa to và lại có thơm nữa nha. Bộ lá mít xếp nữa. Nói chung á là ưng ý, không có chê chỗ nào được hết. Cây khá là giống Vanda, cũng trồng trong trụ vuông. Bộ lá được bảo quản kỹ cho nên là không có dập lá. Lô này Quý công khai giá cho anh chị em mình là 150.000 một chậu. Bây giờ thì anh chị em cô chú mình đặt hàng thì liên hệ với Nguyên nha.